Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, thì cũng được các bác rất là mến mộ và tin tưởng. Thì hôm nay em sẽ làm cái video clip về so sánh bên ngoài và những cái chức năng và những cái bề nổi của hai dòng van cơ đang làm vua làm chúa trên thị trường bây giờ. Đó là đầu tiên, một chiếc van cơ lai số đến từ thương hiệu WeWork và có mã là KM8FX. Và dòng sản phẩm thứ hai đó là ZA KM5FX. Vâng, với dòng sản phẩm này thì các bác không hề lạ gì rồi. Và bây giờ em sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Vâng, và ở đây các bác có thể nhìn thấy tất cả đều đạt đến 48 pixel. Và ở đây các bác thấy đều hiển thị số 5, nhưng số 5 ở đây nó cũng chỉ gọi là một phần ở trong đó thôi. Và ở đây các bác có thể nhìn thấy từ số 1 đến số 8 này, và đây cũng từ số 1 đến số 8 này. Và các bác có thể thấy số 1 là delay, số 2 là room, số 3 là echo, số 4 là reverb, số 5 là echo cộng reverb, số 6 là sitar reverb cộng room, số 7 là sitar delay và số 8 là hat. Đấy, thì cả hai con van cơ này đều có nhé. Cả hai con van cơ này đều có. Và ở phần effect này, ở phần effect này thì núm delay, repeat, reverb thì cả hai con này đều có này. Và mic 1, mic 2 thì cả hai con này đều có chỉnh to nhỏ của mic 1, mic 2. Và đặc biệt hơn là cả hai con này cũng rất là giống nhau về cách mạ cổng mic thì đều được mạ bạc. Và ở trên chiếc KM8FX này thì có feedback. Có feedback thì chiếc KM5FX này liệu có feedback không? Ở mặt trước này thì chúng ta chưa nhìn thấy feedback ở đâu. Đấy, đó là một ẩn số. Thì chiếc KM8FX này hiện tại bây giờ là đang dẫn trước, đó là đang hơn về feedback. Và hai núm X center này thì cả hai đều có. Và phần equalizer của mic đây thì chỉnh bass, trung, chép. Và đây cũng đều có bass, trung, chép. Và chiếc van cơ KM5FX này thì có thêm nút reset. Nút reset này thì nó chính là cái nút mà chỉnh lời ca ở trong equalizer của mic. Thì ở trên chiếc KM8FX này thì không có nhé. Đấy. Và đến phần nhạc thì đây là chỉnh bass, trung, chép. Thì ở chiếc KM5FX này thì đều có bass, trung, chép và lại có thêm núm reset nữa. Thì là chỉnh về hiệu ứng của nhạc. Và chiếc KM5FX này hiện tại bây giờ mặt trước này bây giờ đã không còn gì rồi. Thì chiếc KM8FX này bây giờ đã phát huy điểm mạnh, đó là rất là nhiều cổng cắm vào. Đây các bác có thể nhìn thấy cắm cổng USB này, cắm cổng Bluetooth này, cắm cổng OPT này, cắm cổng Quasia này. OPT thì là cắm cổng quang, COA thì là cổng Quasia. Thì hiện tại bây giờ đã có 4 cổng cắm, 4 cổng đường âm thanh đi vào. Và đây các bác có thể nhìn thấy đây là AUX1, AUX2. Thì ở trên này chiếc KM8FX này thì đều cũng có AUX, nhưng AUX của nó thì là nó có hai cổng, đó là cổng AUX1, AUX2 bằng chế độ tự động. Khi cổng kết nối nào có âm thanh thì là nó sẽ tự động kết nối cổng đó, và có thêm cổng digital nữa. Vâng, thì là một cái sự lựa chọn, đó là các bác mà muốn nhiều đường vào, nhiều đường cổng âm thanh vào và muốn chơi Bluetooth thì các bác có sự lựa chọn của KM8FX và đường cổng quang
các bác có sự lựa chọn của KM8FX. Còn chiếc KM5FX này thì không có đường cổng quang, không có đường cổng quasia, không có cổng USB và không có cổng Bluetooth. Vâng, và bây giờ em sẽ quay mặt sau lại để cho các bác xem mặt sau và chúng ta cùng so sánh những cái cổng ra của nó. Dạ vâng, đây là cổng các cổng ở đằng sau của chiếc KM8FX và chiếc KM5FX. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy đây là AUX 1 và 2 thì cả hai đều có này. Và đây là đường khóa tín hiệu vào, đường khóa tín hiệu vào của AUX 1 và AUX 2. Và đây các bác có thể nhìn thấy đây cổng cổng cắm quasia này, cổng cắm cổng quang này. Và đây là cổng cắm digital, đường cổng. Đây các bác có thể nhìn rất là rõ. Và tiếp theo đây các bác có thể nhìn chiếc KM5FX thì các bác có thể cắt từ 30Hz đến 250Hz. Và đây là to nhỏ của trầm. Và trầm thì được cho ra bằng jack 6 ly. Còn ở bên này thì chiếc KM8FX thì cho trầm ra bằng cổng Canon và cho ra bằng cổng AV hoa sen ở đây nữa. Và tiếp theo thì đây các bác có thể thấy đây là SR out. Đấy, đây là cổng SR và SL. Thì bên này cũng có SR và SL ở đây. Và đây là to nhỏ của mic khi ra cái đường cổng SR SL đây. Và đây là cổng to nhỏ của nhạc. Và đây các bác có thể nhìn thấy R và L có thể chạy bao nhiêu watt, tức là hiệu suất công suất nhạc của nó là chạy bao nhiêu watt ở đây. Thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Và trên này thì các bác cũng có thể nhìn thấy SR và SL Music Voice. Thì đấy là to nhỏ của đường ra SR SL. Và đây là mic. Thì nói chung những cái đường này thì nó đều rất là giống nhau. Và ở đằng sau đây thì chiếc KM5FX này có thêm feedback ở đằng sau. Thì cả hai chiếc này đều có feedback. Và đối với hai dòng này thì các bác có thể thấy đường center. Chiếc KM5FX thì có thêm cổng center, nhưng chiếc KM8FX này không có cổng center. Nhưng nếu mà nói về kết nối thì chiếc KM8FX này kết nối được rất là nhiều cổng và tích hợp kết nối được rất là nhiều thiết bị âm thanh để kết nối với nó. Nhưng đối với chiếc KM5FX này thì các bác có thể thấy cần cả jack 6 ly. Nhưng chiếc KM8FX này không cần jack 6 ly, chỉ cần jack AV hoa sen hoặc các bác có thể cắm cổng Canon là được. Vâng, và với sự so sánh này thì em mong rằng các bác sẽ có một cái sự lựa chọn rất là tốt cho mình. Và em xin kính chúc các bác có những sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Vâng. Và bây giờ thì video của bên ZK Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Và em xin kính chào các bác và hẹn gặp lại.